Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị đam mê câu cá. Hôm nay em lên sóng cho bác một số mẫu cần tầm cao, tầm trung, tầm cao bên Đăng Trường Fishing còn hàng. Đây là cả hàng mới và hàng đã qua sử dụng các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì alo em nhé. Số điện thoại em để bên dưới video, hoặc em để một số trên tiêu đề video ấy, trên tiêu đề phần mô tả ấy, hoặc bên dưới video phần mô tả có bác nhé. Thì em còn các mẫu cần giá từ 2.350.000 cho đến 16.500.000. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo nhá. Đầu tiên em có mẫu hàng nguyên hộp, hàng mới nhá. Fry Cutter 33425. Đấy. Chính hãng của Daiwa. Mẫu này là mẫu phổ thông anh em chơi nhiều nhất này. Đấy. Giá là 6.750.000. Đấy, thông số kỹ thuật nó đây. 4m25, thu lại 149cm, 3 lóng. Trọng lượng là 475g. Đường ngọn là 3mm, đường gốc là 22mm. Hàm lượng carbon 90%. Và con này áp dụng công nghệ X45 ở Vinjoy và làm 4 lớp này bác anh, làm 4 lớp carbon nhé. Con này với con Powercat tại sao giá nó lại chênh nhau khoảng 1 triệu. Đấy. Con này này, các bác nhìn này, 1, 2, 3, 4, con này làm với công nghệ 4 lớp carbon. Còn con Powercat chỉ làm với công nghệ 3 lớp carbon thôi nhé, 3 lớp carbon. Đấy, thế nên nó hai phân khúc hoàn toàn khác nhau nhé, chứ không phải là giống nhau nhiều, nhiều bên bán đầu câu. Các bác so sánh cái này nó giống nhau, trông bảo là chất lượng nó tương đương nhau. Đấy, một cây này rẻ hơn, nên chọn mua cây kia chứ đừng mua cây này. Em nói thẳng nhanh các bác nhé. Cây này chất lượng cao hơn rất nhiều, công nghệ ngon hơn. Đây, nó làm 4 lớp carbon, trong khi cái con Powercat nó chỉ được làm 3 lớp carbon thôi. Thông số có thể giống như con này, nhưng về độ lẩy, độ cứng là không bằng con này. Không bằng con này quá nhé, thua xa đấy. Hoặc là nếu mà chơi con Phantom đấy, Phantom đấy công nghệ của nó chỉ có 2 lớp carbon thôi. Đấy nhá, con Phantom chỉ có 2 lớp carbon thôi, nên không thể nào bằng con này được. Đấy, 4 triệu mấy, 4 triệu 7. Bây giờ nó xuống còn 4.450.000 ấy. Đấy. Không thể nào bằng con này đâu các bác. Các bác là tiền nào của ấy, hãng nó làm theo phân khúc cần rồi. Nên các bác đừng có mơ mộng giá rẻ hơn mà lại ngon hơn đâu nhá. Em nói thế cho nhanh. Quan điểm của hãng người ta làm, người ta tính toán hết rồi. Đấy. Tiền nào của ấy. Nguyên tắc là như vậy. Tiếp đến em có cây Procutter. Procutter 30405 màu bạc đô. Đấy, màu đẹp. Con này còn rất đẹp anh em ạ. Đấy. Bản 3DX 30405 xuất tại Main Thái Lan. Còn đầy đủ bao hộp đối trọng. Đấy. Đầy đủ hết, và đây là bản nó khá là đẹp. Trên cần nó chỉ có một vài vết xước nhẹ, một vài vết xước nhẹ như là sợi tóc ấy. Đấy. Bản này là bản đẹp anh em nhé. Đây. Vào video nhìn nó sẽ không được long lanh như phía bên ngoài video đâu. Bên ngoài video chúng ta nhìn nó thật hơn. Đấy, màu sắc của nó nhìn thích hơn. Đấy, con này là giá 16 triệu nhé. 16 triệu. Bản đẹp. Pan máy titanium. Đấy, khoen titanium. Khoen Fuji titanium này. 7 khoen nhé. 7 khoen xoắn tít lư luôn. Dòng Procutter này thì đẹp. Không phải nghĩ. Riêng những dòng tầm cao của Daiwa như Procutter này, Sandowler này, đấy, là nó đều làm xoắn rất đặc biệt, hoặc là Tournament Cutter, đấy, màu đen đấy, bản màu đen ấy, nó làm xoắn, nhưng mà những cái dòng nó xoắn ấy, xoắn khác với dòng Procutter này. Đấy, Procutter này xoắn đồng tâm này, xoắn đều từ trên xuống, còn Sandowler với lại Tournament Cutter thì nó màu đen, nó xoắn kiểu khác. Cũng hầm hố như này. Đấy, mỗi cây có một vẻ đẹp riêng. 16 triệu các bác nhé. Đấy, bạn nào có nhu cầu alo. Còn bên cạnh em cũng còn một cây Procutter, nhưng mà độ cứng là 33405. Procutter 33405. Cây này thì không đẹp bằng cây 30. Đấy. Cây này thì không còn bao, đầy đủ đối trọng, sẽ tặng kèm bao may tại Việt Nam nhé các bác nhé. Đấy. 33405 sản xuất tại Main Việt Nam.
Giá là 16 triệu 500 nhé, 16 triệu 500. Đấy, con này thì cũng giống như con kia thôi, Pat Titanium, khoen Fuji Titanium. Đấy. Đấy, Titanium cũng 7 khoen. Đấy, màu đỏ rất đẹp luôn. Anh em nào mà thích phong thủy, thích màu đỏ hoặc là thích chơi những dòng cao trải nghiệm thì những dòng này nó rất là ok. Đấy. Của hãng Đài Hoa. Trông rất hầm hố luôn, đẹp, không phải nghĩ. Nó thật thế. Đấy. Màu bên ngoài nó sẽ rực rỡ hơn bên trong video rất nhiều các nhá. Giá 16 triệu 500 nhá. Bác nào có nhu cầu alo em nhá. Đấy, độ cứng con này là BX3 khúc ấy. Con bên này là độ cứng CX3 khúc. Nhưng mà nó tương đương với B rút này. Con này tương đương với lại A rút. A rút nhưng mà hàng tầm cao nhá, không phải hàng tầm trung đâu. Còn bên này em có một cây Skycutter 30405. Đấy. Sản xuất tại Mai Thái Lan, bản 3DX. Giá là 10 triệu 800. Con này part Fuji và được tặng kèm một bao cần, vẫn còn đầy đủ đối trọng. Khoen thì là khoen Fuji Titanium. Đấy. Con này cũng là khoen Fuji Titanium này. Cây này thì màu xanh, màu blue, màu xanh nước biển. Đấy. Bạn nào có nhu cầu alo nhé, màu blue. Tại sao những cái dòng 405 của dòng Sky này lại được chuộng? Vì nó xuất sang Nhật. Đó nhé. Dòng Skycutter 30405 này hoặc 33405 này. Đấy. Là đều xuất sang thị trường Nhật. Hoặc là dòng Sky bản đời đầu. Nhà bản đời đầu, dòng trơn ấy, không có xoắn tít như này. Đấy. Có 30405, 33405 và 30425 và 33425 thì được rất ưa chuộng. Thế còn cái dòng Skycutter bản 3DX hay là AGS hiện tại bây giờ đấy, nó đang bán tại Việt Nam ấy, thì là bản quốc tế 33425. Hiện tại đang bán ở Việt Nam chủ yếu là 33425 và bản quốc tế, không phải bản nội địa nhé. Những cái bản này xuất về nội địa này. Đấy. Toàn bộ cần bên em lấy về là toàn lấy tại thị trường Nhật. Đấy, bán tại thị trường Nhật, cung cấp cho thị trường nội địa Nhật đó nha. Đấy. Đấy. Rất là ok. Giá 10 triệu 800 nhé. Cây này có sức dăm. Đấy, có sức dăm nhé. Tình trạng có sức dăm. Còn 96-97% trong khoảng đấy. Còn đây em còn một cây Daiwa Lancaster 33405. Bản đẹp anh em nhé, bản đẹp. Đấy, 98-99% trở lên. Giá là 9 triệu 7. Con này đầy đủ bao cần đối trọng các nhé. Dàn khoen Fuji 7 khoen. Đấy, cần gần như không có một vết xước. Đấy, Mai Thái Lan này, bác nhìn cái phần đốt cắm này, nhìn ra ngay này, còn chưa câu, đốt cắm còn chưa câu á này, không có một vệt gì luôn, không có vệt gì luôn. Đấy. Con này gần như là bản trưng bày các bạn, bản trưng bày. Đấy. Giá 9 triệu 7 nhá, độ cứng là 33405 nhá, đây này, đấy 33405, rất là ok, 33405. Còn bên này em còn một cây Shimano Submitter EV SF 405CX sản xuất tại Malaysia. Đấy, cũng xuất sang Nhật nhé. Và nhớ các bác nhớ là các hãng này đều là hãng của Nhật, còn nó sản xuất ở bất kỳ đâu thì cũng thế thôi, chủ yếu là nó xuất về thị trường nào thì cái tiêu chí đánh giá của thị trường đó nó cao hơn. Đấy. Thì nó ok hơn thế thôi, nó ngon hơn. Đấy, con này thì tình trạng là có xước dăm, giá là 6 triệu rưỡi. Đấy, có xước, giá 6 triệu rưỡi. Cây này không có bao nhé, được tặng kèm một cái bao may tại Việt Nam nhé. Đấy, giá 6 triệu 500 ngàn, dàn 7 khoen. Thì khoen to nhất là khoen K, còn lại là khoen 3 chân. Đấy, độ cứng CX,
C rút tương ứng B rút. Bạn nào chỉ cần đánh C thì ok. Còn bên này em có cây Summiter 405 6 bản đẹp 7 khoen. Đầy đủ bao đối trọng. Giá 8,2 triệu nhé, giá 8,2 triệu. Rồi. Đẹp long lanh luôn. Cái này vẫn còn khoảng 97-98% trở lên. Đấy, rất đẹp. Đấy, bạn nào có nhu cầu alo nhé. Summiter màu xanh trắng hay màu trắng bạc. 405 6. Đầy đủ bao cần đối trọng. Hàng còn khá là đẹp. Giá 8,2 triệu. Còn bên này em có cây đầu tiên là cây Tulamun Sup 30-425 bản đẹp, sản xuất tại Main Thái Lan. Đầy đủ bao Pat Fuji. Khoen Fuji 6 màu xám cao cấp của Daiwa. Giá là 8,7 triệu. Giá 8,7 triệu nhé. Còn bên này em có một cây phân khúc cao hơn một chút, Tournament Sup 2 33-425. 33-425 nhé. Đấy, Tournament Sup 2 33-425. Đây. Đây, Mai Thái Lan các bạn nhá. Con này thì đầy đủ bao hộp và trên cần thì có một vài vết xước. Một vài vết xước. Vết xước nhỏ thôi, không đáng kể, không ảnh hưởng gì đến cần. Và con này là 7 khoen nhé, con này là 7 khoen. 7 khoen anh em nhé. Khoen xích màu xám cao cấp. Cái này có giá là 9,500,000 nhé. Đấy, 9,5 triệu. Cái này có giá 9,5 triệu nhé. Đấy. Tournament Sup 2 33-425. Giá 9,5 triệu. Đầy đủ bao hộp. Đấy. Còn bên này em còn hai mẫu hàng mới tầm trung cần rút của Daiwa. Mẫu đầu tiên là mẫu Price Sup chữ đen. Price Sup chữ đen T33-425. Giá cái này là 2,350,000. 2,350,000 nhé. 2,350,000. Hàng mới nguyên hộp, thông số của nó đây. Con này thực tế ra so với con chữ đỏ thì nó không đánh cần bằng con chữ đỏ thôi. Chứ thực tế ra thì con này nhẹ hơn con chữ đỏ, lẩy hơn con chữ đỏ. Đấy, nên cái chúng ta cảm giác con này nó mềm hơn là như vậy, nó lẩy hơn. Đấy. Con chữ đỏ thì trọng lượng nó nặng hơn con này. Nặng hơn và công nghệ nó cũ hơn nên cảm giác cần nó bì, nó cứng hơn. Đấy. Nó hơn con này một chút. Thế nhưng mà nếu mà mua con chữ đỏ thì tốt nhất là các bạn mua con này. Đấy, con Daiwa VV Sup này. Vì hiện tại con này giờ đang có giá là 3,2 triệu. Và toàn bộ thông số kỹ thuật con này đều hơn con chữ đỏ rất nhiều. 4m25. Thu này 177cm, 4 lóng, trọng lượng có 480g thôi. Được cái ngọn 2,6mm, được cái gốc 24,7mm. Hàm lượng carbon 93% và 7% thành phần khác. Và 7% thành phần khác. Thứ nhất là hàm lượng carbon con này cao hơn này. Thứ hai là về trọng lượng nhẹ hơn này. Thứ ba là đường kính ngọn nhỏ hơn mà vẫn cứng, lẩy hơn. Đấy. Vì nó phân khúc cao hơn dòng Price Sup chữ đỏ mà. Mà con này đặc biệt lại có màu xanh ngọc. Đấy, duy nhất có một con của Daiwa có màu xanh ngọc. Daiwa VV Sup nhé. Giá 3,2 triệu các bác nhé. Đấy, bác nào mà đang định mua con chữ đỏ thì tốt nhất là chuyển sang con này mà mua. Hơn có mấy trăm thôi, con chữ đỏ giờ bán vẫn rất đắt. Bán giờ 2 triệu... tùy chỗ em thấy đang bán dao động nó cũng khoảng 2,9-30, 2,9-3 triệu. Thì mua con này hơn có 2-300 mà nó phân khúc cao hơn thì tội gì không mua. Đấy. Các bạn mua hàng thì phải lựa chọn sáng suốt thế thôi. Em cũng không quảng cáo nhiều. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo em nhé. Số điện thoại em để bên dưới video. Địa chỉ em để bên dưới video nhé. Hoặc em để một số trên tiêu đề video nhé. Đấy, cảm ơn các bác theo dõi video nhé.